Cái ngày nào cũng hẹn hẹn hứa. Không hẹn hẹn hoài có gì đâu, hứa thấy thứ hai là thứ tư thứ năm thứ sáu hẹn hoài, hẹn mà không có hồi kết, được hai được ba không có, phường không có ủng hộ gì hết, gọi cho 1020 thì mà hai lần ba lần bốn lần mà toàn là hẹn không, 1020 mà hứa là sẽ chuyển về cho phường 7 mà phường 7 không có giải quyết.